Ba bí mật động trời tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, từ năm 42 tuổi đến năm 100 tuổi, cố gia chi khuyển, trả sạch nợ nần, trúng số giàu to, tiền tiêu ngập mặt. Phật trời đã định quả nhân, người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Có người đau khổ kinh qua, biết rằng số phận do ta sắp bày. Có người suôn sẻ tháng ngày, tiền duyên tích đức, kiếp này bình an. Sướng vui có phải trời ban, buồn đau có phải thân mang nghiệp vòng. Phải duyên nên vợ nên chồng, vì sao đứt gánh, tơ hồng do đâu. Cõi trần bãi bể nương dâu, cho nên nhân thế đắm sâu nổi chìm. Lộc Phát Tử Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong muôn kiếp nhân sinh của con người, chúng ta không ai có thể thoát khỏi quy luật nghiệp quả, cũng chẳng ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Mọi sự thăng trầm nên hư thành bại đều do trời quyết định. Có người may mắn được sinh ra trong cảnh giàu sang, tiền tiêu không hết, tắm trong biển tiền, ngủ trên đống vàng. Nhưng cũng có không ít người lại chẳng được may mắn nhòm ngó đến dù chỉ một ngày. Tiền bạc cứ dần dần đội nón ra đi, bệnh tật triền miên, nghèo khổ túng thiếu, không ngóc đầu lên được. Trong lá số tử vi mới được các thầy tử vi luận giải đã chỉ ra, trong số 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 chỉ cần biết được 3 bí mật động trời này trong vận trình từ năm 42 tuổi đến năm 100 tuổi thì lập tức xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận trình, lội ngược dòng ngoạn mục. Không cần biết trước đó nghèo khó ra sao, từ tuổi 42 trở đi, quý nhân liên tục phù trợ dẫn đường, tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tiền xếp chật két không hết, tha hồ đổi nhà đổi xe. Vậy chi tiết 3 bí mật đó là gì? Xin mời quý vị hãy cùng Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu xem đâu là bí mật đắt giá nhất trong vận mệnh tính cách mà không phải ai cũng biết để làm nên tuổi Nhâm Tuất 1982 chịu thương chịu khó, sống thẳng ngay, kiên cường vượt mọi bão giông, hiên ngang đứng giữa đời. Nhâm Tuất 1982, cố gia chi khuyển, tức chó về nhà. Năm sinh dương lịch, từ 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983. Mạng, đại hải thủy, nước biển lớn. Khắc, thiên thượng hỏa. Con nhà, hắc đế, quan lộc tân khổ. Xương con chó, tướng tinh con khỉ. Thiên can, nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu. Địa chi, tuất, tam hợp, dần, ngọ, tuất. Tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi. Phật độ mệnh, Phật A-di-đà. Phật A-di-đà hay còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật hay Vô Lượng Quang Phật là người đứng đầu trong Tây Phương Tam Thánh, là giáo chủ của cực lạc tịnh thổ. Phật A-di-đà tượng trưng cho vô lượng ánh sáng, vô lượng tuổi thọ, cung cấp cho chúng sinh trí tuệ, từ bi. Hình tượng, Phật A-di-đà có những xoắn ốc tóc, mặt hiền hòa, ngực có chữ vạn, tay trái kết vô úy ấn, có thể bảo hộ chúng sinh khỏi sợ hãi và nguy hiểm. Tay trái nâng một cái bát, tượng trưng cho giáo chủ cõi Tây Thiên. Với những người tuổi này, khi trưng bày tượng Phật A-di-đà trong nhà sẽ có được sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Nhất là trong công việc, Phật A-di-đà hỗ trợ tối đa cho tinh thần, trí tuệ để làm việc hiệu quả và năng suất, giúp gắn kết các mối quan hệ đồng nghiệp tốt hơn. Dưới ánh sáng vô biên của Ngài, con người sẽ tránh được những tai ương, vận xấu, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Phật bản mệnh A-di-đà sẽ giúp những người tuổi Tuất và tuổi Hợi vượt qua mọi khó khăn khổ nhọc, vươn đến sự sáng tạo, thành công về mọi mặt. Xét về cung mệnh, nam mệnh tuổi Nhâm Tuất có cung mệnh là Ly Hỏa thuộc Đông Tứ Mệnh. Cung Ly Hỏa hay còn được gọi là cung Ly thuộc hành hỏa là sự đại diện cho một cuộc sống trí tuệ, sáng suốt, có một đời sống hào nhoáng. Người thuộc cung Ly Hỏa được đánh giá là người vô cùng nhiệt tình, nhiệt huyết. Những người này thường được người khác tôn trọng, yêu thích nhờ vào việc sống có tình có nghĩa, luôn có tinh thần mộ đạo cao. Ngoài ra, nữ mệnh tuổi này còn được đánh giá giống như một ngọn đuốc sáng, giúp họ có thể phân trần, nhìn thấu được mọi thứ.
vốn là người có tư duy vô cùng nhạy bén, là người có đủ sự kiên nhẫn và sự ham học hỏi đã mang lại nhiều thành công vượt trội cho cung này. Tuy người cung Ly Hỏa rất biết cách theo đuổi đam mê danh vọng, nhưng họ lại là người vô cùng kiêu ngạo. Với sự nóng nảy khó làm chủ được cảm xúc, đôi khi đã mang đến nhiều rắc rối cho người thuộc cung Ly Hỏa. Địa lý, hợp hướng chính nam, nơi có đất cao và khô, hay hướng lò bếp đang hoạt động. Thời gian, hợp tháng năm và những năm tháng ngày giờ tị ngọ hay thuộc hỏa, nhưng hỏa vượng vào mùa hạ sẽ suy vào mùa đông. Nhà cửa, nhà hướng về chính nam, ly, được cung phục vị, nơi sáng sủa mặt trời rọi nóng. Hướng chính đông, chấn, được cung sinh khí. Hướng chính bắc, khảm, được cung phúc đức. Và hướng đông nam, tốn, được cung thiên y. Những hướng còn lại đều xấu. Cầu tài lộc sẽ đắc danh đắc lợi về hướng nam. Nghề nghiệp chuyên văn hơn võ, thích hợp những nơi làm việc mang tính hỏa, tránh cầu tài lộc vào mùa đông. Xuất hành, mỗi ngày đi theo hướng nam trước, mùa đông không nên khởi sự việc mới, tránh đi trên sông biển. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất có cung mệnh là Càn Kim thuộc Tây Tứ Mệnh. Cung Càn thuộc hành Kim, mang tính vững chắc, cứng rắn, sáng suốt, tâm đức sáng ngời, tựa như sức mạnh của người cha. Những người cung Càn luôn sống tế nhị, cao thượng và đàng hoàng. Họ luôn có ý thức trách nhiệm đối với những gì xung quanh. Người cung Càn hành động rất chừng mực và cẩn thận, không tiêu pha hoang phí. Họ có rất nhiều sáng kiến, cứng rắn và quả quyết. Cung Càn rất dễ thành công trong các ngành nghề liên quan đến báo chí hay hội họa, có thể còn có tiếng tăm lừng lẫy. Người mệnh cung Càn không tham lam hay đắm chìm trong những thú vui phù phiếm. Cuộc đời cung Càn hay gặp nhiều may mắn. Trong tình yêu, họ cũng rất chung thủy, luôn lấy tình yêu để làm nền tảng cho hôn nhân. Địa lý hợp với hướng Tây Bắc, nơi có đất cao và cảnh đẹp. Thời gian hợp mùa thu, năm tháng ngày giờ thuộc Thân Dậu hoặc thuộc Ngũ Kim, chủ vào Giáp Thân. Vượng khí chủ vào mùa thu và suy khi đến mùa hạ. Nhà cửa xây nhà cao cửa rộng hướng Tây Bắc, Càn thì được phục vị. Hướng chính Tây, Đoài thì sinh khí. Hướng Đông Bắc, Cấn thì được thiên y và hướng Tây Nam, Khôn thì được phúc đức. Cầu tài lộc, bàn làm việc hay chỗ ngồi nên nhìn về hướng Tây Bắc sẽ không bị thăng tiến muộn màng. Nếu đã có chức vị thì không nên mưu sự thăng quan. Mùa thu là tốt nhất để cung Càn cầu danh lợi. Mùa đông làm được việc nhưng kết quả không mấy hài lòng, còn mùa hạ thì chắc chắn không thành. Mua bán gặp gỡ nên mua bán về vàng bạc, kim khí dễ thành công, nhưng không nên mua bán vào mùa hạ. Mua bán được lợi hơn khi gặp người lớn tuổi. Về tính cách và tài năng của người tuổi Nhâm Tuất. Người sinh năm Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh, sôi nổi, dám nghĩ dám làm, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khát khao gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tuất có phần nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài ra, cần sửa thói ham hư vinh, không kiên định. Có vậy thì vận may tất sẽ tới. Đặc biệt, nữ giới tuổi này có sức hấp dẫn rất lớn với người khác phái. Con giáp này là người sống vì gia đình, quan niệm khá bảo thủ. Nếu hai vợ chồng có hiềm khích, nghi kỵ thì nên cố gắng quan tâm chăm sóc, thấu hiểu cho nhau. Sự nghiệp người này tuy không được một bước lên mây, lên như diều gặp gió, nhưng nếu xác định rõ mục tiêu phấn đấu, kiên trì nhẫn nhịn thì sẽ dần tiến lên theo từng bước, đạt được những điều mình mong muốn. Tài vận người này không có nhiều cơ hội phát tài, nhưng nhờ chăm chỉ cần cù nên cũng đạt được những thành quả nhất định. Về sức khỏe, người sinh năm Tuất dễ mắc các bệnh về dạ dày, tiêu hóa. Cần chú ý hơn trong chuyện ăn uống cũng như chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ hàng ngày sao cho hợp lý. Những người con trai tuổi Nhâm Tuất là những người có khí phách sung mãn. Khi người tuổi Nhâm Tuất lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì những người tuổi Nhâm Tuất thường chuẩn bị khả năng nguy hiểm mình sẽ lâm vào ở mức độ cao nhất, nên họ không bao giờ muốn xuất đầu lộ diện.
Xét vì đặc điểm này nên có nhiều người tưởng nhầm họ là những người thiếu ý thức chủ động. Họ luôn giấu tính trách nhiệm của mình xuống tận đáy lòng, làm việc rất nghiêm túc những việc được người khác giao phó. Chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của con trai tuổi Nhâm Tuất là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì người tuổi Nhâm Tuất kém người tuổi Ngọ, tuổi Dần, có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Những người tuổi Nhâm Tuất có thể trầm mặc, âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Con trai tuổi Nhâm Tuất đặc biệt rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ, nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của người tuổi Nhâm Tuất, bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của những người tuổi Nhâm Tuất. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ xung đột với người khác. Những người tuổi Nhâm Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống. Cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn thiếu mặc. Nói chung, những người tuổi Nhâm Tuất rất đáng được kết bạn bởi vì họ là những người chân thành, thẳng thắn. Cuối cùng, xin nhắc bạn một điều. Người tuổi Nhâm Tuất luôn cảm thấy khó hiểu với tính cách của những người tuổi Dậu, dễ mâu thuẫn nhất và mất niềm tin nhất đối với những người tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả những người tuổi Nhâm Tuất khác có thể đôi khi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những va chạm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến quan hệ. Mong rằng những người tuổi Nhâm Tuất có thể khắc phục được những nhược điểm của tính cách. Thế giới này luôn nhiệt tình hoan nghênh được kết bạn với những người như bạn. Chính trực, thành thật, thẳng thắn, giàu lòng chính nghĩa, v.v. là những đức tính của người tuổi Nhâm Tuất nói chung. Họ là những người trượng nghĩa, không làm ra vẻ ta đây, thích bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng chia sẻ với người bất hạnh. Vì thế, người tuổi Nhâm Tuất sống chan hòa với mọi người. Người tuổi Nhâm Tuất rất quan tâm đến người khác, nhiều khi coi việc bảo vệ lợi ích của người khác còn hơn lợi ích của bản thân mình. Khi đứng trước bất công, họ không kìm nén được tức giận, nhưng sau đó thì bình tĩnh ngay, bởi họ là người có lòng nhân ái. Người tuổi Nhâm Tuất vốn lanh lợi, hiểu bằng trực giác rất mạnh. Sở trường của họ là có thể biết được đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Cảm giác trực tiếp nhạy bén này đã phân biệt được đúng sai, phải trái, luôn có thể phân biệt một cách cơ bản chính xác. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá tin vào trực giác này. Nó có thể đánh mất đi cơ hội để bạn tiếp xúc với người tài giỏi, nhưng không để lộ điểm mạnh của họ ra ngoài. Nữ tuổi Nhâm Tuất là những người nhiệt tình và xinh đẹp. Phần lớn các cô gái trưởng thành đều có tư duy cao. Họ thích những bộ quần áo đẹp, mềm mại và thoải mái. Bất cứ lúc nào, họ cũng quan tâm chăm sóc đến mọi người. Họ thích những môn thể thao ngoài trời như nhảy múa, bơi, v.v. Họ là những người bạn tốt của chồng và con họ. Khi tiếp xúc với người ngoài, các cô gái tuổi Nhâm Tuất đều tỏ ra rất thân mật, có xu hướng muốn kết bạn dài lâu. Một khi có lòng tin với người nữ tuổi Nhâm Tuất, bạn sẽ có được người tri kỷ. Cho dù bạn có là người giàu có hay nghèo khổ, thì cô ấy cũng không bao giờ bỏ bạn. Phần lớn, nam tuổi Nhâm Tuất đều có tình lực dồi dào. Cho dù gặp những việc quá khả năng hay khi có cơ hội, họ đều rất giỏi đưa ra các biện pháp giải quyết thông qua ý kiến bản thân. Họ thường giấu kín hoài bão trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Điểm yếu của nam tuổi Nhâm Tuất là ít nhẫn nại. Trong phương diện tình cảm, khi rơi vào mối tình nồng cháy, họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm để chăm sóc người yêu. Nam tuổi Nhâm Tuất đặc biệt không dễ tin người. Tuy nhiên, một khi đã có lòng tin thì đối xử rất chân thành. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích, dễ xung đột với người khác hơn là những người tuổi Nhâm Tuất sinh ban ngày. Người tuổi Nhâm Tuất sinh bất cứ mùa nào trong năm cũng đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Người tuổi Nhâm Tuất thường kỵ người tuổi Dậu, không tín nhiệm người tuổi Thìn. Họ tuy có tranh chấp với người tuổi Ngọ, Tỵ, Thân, Hợi và cả Tuất, nhưng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ không đáng kể. Về tài vận và nắm bắt cơ hội,
Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường. Đây là những vấn đề không của riêng ai, không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh, v.v. đều rất quan tâm. Người tuổi Nhâm Tuất có suy nghĩ rất thực tế, họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được. Nghị lực cao, tỉ mỉ, cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn. Họ cứ chăm chỉ, vùi đầu vào làm việc, từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Người tuổi Nhâm Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, v.v. Đặc biệt, người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ, chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vật cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng. Nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt trọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Người tuổi Nhâm Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí. Họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được, họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Tiếp theo, Lộc Phát Tử Vi xin được gửi tới quý vị bí mật đắt giá về vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất 1982, từ năm 42 tuổi đến năm 100 tuổi qua từng năm, xem đâu là năm bạn sẽ gặp thời phất lên, đâu là năm vận hạn đeo bám. 1. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Tý. Người tuổi Nhâm Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, quan hệ đôi bên lúc tốt lúc xấu, cần lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sự nghiệp tài lộc có khá khẩm hơn, song bạn làm gì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. 2. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Sửu. Vận trình của bản mệnh tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Hành xử chớ nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm, may mắn có quý nhân trợ giúp, bạn có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. 3. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Tuất, năm này bản mệnh khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắc chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gay gắt, kết bạn không cẩn thận thì dễ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Năm này bạn nên chú ý hành thiện tích đức. 4. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu, bản mệnh gặp đại cát đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nhiều người có cơ hội thăng quan tiến chức.
phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc, danh tiếng và sự nghiệp bản thân. 5. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Thìn. Năm này, vận trình của bản mệnh lên xuống khá thất thường, việc làm ăn kinh doanh có biến động khá rõ rệt. Bạn cần phân biệt rõ đâu là cơ hội và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, con giáp này cũng cần hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở. Như vậy, ắt thu được lợi ích đáng mừng. 6. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Tuất, năm Tỵ, người tuổi Nhâm Tuất có chức có quyền cần chú ý giữ mình trong sạch, không nên tham lam kẻo vướng họa thị phi. Nửa cuối năm có tử vi cát tinh soi chiếu, bạn gặp nhiều điều cát lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào các công việc lớn. Việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. 7. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Ngọ. Năm này tài lộc của bản mệnh đại phát, bạn làm đâu thắng đấy nên có thể thu về nhiều khoản kha khá. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh xa các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ghen tị với thành công mà bạn đạt được. 8. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Mùi. Kiếp tài chiếu mệnh, bản mệnh thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm lao lực nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu. Họa thị phi cũng xuất hiện liên tục khiến bạn dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng. May mắn cuối năm có cát tinh xuất hiện, sự nghiệp ổn định hơn, họa hại cũng có dấu hiệu giảm bớt. 9. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Tuất thấy rằng nếu con giáp này chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu, thậm chí có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì bản mệnh cần cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nóng vội, hành xử lỗ mãng. 10. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả đối với con giáp này. Bạn muốn gặt hái được thành công trên sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm này bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. 11. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Tuất. Bản mệnh có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo trong năm này. Bạn cần giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội. Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, bạn thường xuyên mắc phải bệnh nhẹ, vì vậy cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục thể thao. 12. Tuổi Nhâm Tuất gặp năm Hợi. Muốn gặt hái được thành công trong năm Hợi, người tuổi Nhâm Tuất chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn. Bạn cần phải dám mạo hiểm, dám thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới. Năm này có Thái Dương cát tinh nâng đỡ, trên thực tế cơ hội để bạn phát triển khá nhiều, vì thế hãy tự tin lên. Cuối cùng, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hãy cùng khám phá xem đâu là tháng sinh, ngày sinh có hậu vận tốt đẹp, may mắn, bình an nhé. Vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất qua 12 tháng sinh. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Dậu trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm. Nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, đại nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt là người thực thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Người này được cha mẹ bao bọc nhiều nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả. Thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật, vân vân. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm là tiết Kinh Chập. Người này gan dạ dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu thì tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác thì đây là con người hướng ngoại,
Một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi đến thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh. Đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình. Là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 3 âm, phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng viển vông. Họ là người có tài về văn hóa, nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này có cát tinh tử vi chiếu mệnh, là người đại phú đại quý, cả đời cơm no áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái. Tính tình tuổi Nhâm Tuất sinh tháng tư âm khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang chủng. Người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này được đại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 5 âm, đầu óc linh hoạt, thân thiện hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử. Xem vận mệnh người tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này có thể thấy đây là người thông minh cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ. So với những người khác, bước khởi đầu trong đời của tuổi Nhâm Tuất tháng 6 âm khá thuận lợi. Tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ đề bạt nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Dám nghĩ dám làm, có lý tưởng, có chí hướng. Song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao tự đại, không biết sống khiêm nhường. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm trùng với tiết Lập Thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh, tiền bạc không thiếu nhưng phải bôn ba khắp chốn. Người này tính tình không cương không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều. Tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35-36 thì sẽ thỏa nguyện. Khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, 50 tuổi ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Con giáp này là người có tài có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi đến đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành vui vẻ, đa sầu đa cảm. Đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân, dễ kết hôn muộn. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm trùng với tiết Bạch Lộ, là người thông minh tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng. Bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách con giáp này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 8 âm.
Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm là tiết hàn lộ, con giáp này được hoa cái cát tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng này tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên dễ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông. Người tuổi Nhâm Tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có khả năng kiếm tiền tốt nhưng lại không biết cách giữ tiền. Giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trùng với tiết đại tuyết. Người tuổi Nhâm Tuất sinh vào tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 11 âm không nhiều. Anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp. Tới 27-28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi 49 tuổi dễ gặp chuyện hiểm nguy. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết tiểu hàn. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng chạp, mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời. Cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Vì thế, con giáp này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà con giáp này ỷ lại. Tuổi Nhâm Tuất sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 40 tuổi đã vang danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Vận mệnh tuổi Nhâm Tuất 1982 qua ngày sinh âm lịch. Mồng 1 là người trung thành, hào hiệp, nhân hậu và có khả năng làm giàu. Mồng 2 tính tình hiền lành, lương thiện, tích đức tốt, ít họ hàng. Mồng 3 đầu óc thông minh, hào hiệp, kém chịu đựng, coi trọng lẽ phải và màu sáng, phúc hậu. Ngày 4 kém may mắn đầu đời, tiền bạc ít ỏi, thăng quan tiến chức, thành đạt phát tài, danh lợi phát tài. Ngày 5, tính tình nóng nảy, làm việc quá sức hay ốm đau, cần tu tâm dưỡng tính, nếu có thể tĩnh tâm thì có thể gặp may mắn. Ngày 6, thông minh tài đức, có thể nổi tiếng khắp thiên hạ, đàn ông cần vợ đảm đang, phụ nữ thuê chồng tốt gia đình. Ngày 7, sức khỏe dồi dào, vinh hoa phú quý, phát tài phát lộc. Ngày 8, thông minh năng động, can đảm kiên định, độc lập và thành công. Ngày 9, vận may đầu tiên quá nhiều, tiền tài không đến, trung niên vượng phát, phát tài phát lộc. Ngày 10, đầu óc linh hoạt, hoạt bát, thích ứng tốt với những thay đổi, có thể làm mọi việc một cách độc lập. Ngày 11, tính tình ngay thẳng, ăn nói tốt, tính cách phù phiếm, nếu biết tu dưỡng tính kiên trì thì sẽ thành công trong gia đình. Ngày 12, tuổi trẻ của những người này tài lộc không dễ dàng, tài lộc trung bình ổn định thịnh vượng, quyền lực nằm ở con cái, có phúc ở đời. Ngày 13, tuổi trẻ vận khí kém may mắn, tuy có thiên tài nhưng khó thành, nhờ biết người tốt tính, tự chủ, mạnh mẽ. Ngày 14, lục thân cha mẹ bạc nhược, phúc lộc đầu tiên mờ mịt, vận may càng ngày càng tốt, an phận thủ thường. Ngày 15, thông minh chăm học, đa năng tự chủ và làm lại từ đầu. Ngày 16, đây là người có tài, chăm đọc sách, dẫn dắt cuộc đời quan chức, vững bước, thành công có thể mong đợi. Ngày 17, thông minh, có thể thành công, quyền lực và tất yếu. Ngày 18, thẳng thắn, nóng nảy trong việc làm, mặc dù họ đã cố gắng hết sức để chiến đấu, nhưng thành công nhiều hơn thất bại. Ngày 19, những người này tốt bụng, trung thành, rộng lượng, được người khác giúp đỡ, thành công may mắn. Ngày 20,
đây là mẫu người ăn nói cứng rắn, mềm mỏng, tính tình trong sáng, thích kết bạn, hay gặp may. Ngày 21, đầu óc linh hoạt, tài thao lược, ăn nói giỏi, có tài lãnh đạo, tướng mạo, đại nghĩa. Ngày 22, số mệnh dẫn đường sao chính sự, tính cách mạnh mẽ, tính tình khô khan, không thích nghe ý kiến của người khác, có thể làm ăn lớn. Ngày 23, đầu óc thông minh, làm ăn phát tài, không hợp làm chính trị, tài lộc dồi dào, số mệnh mang lại phú quý. Ngày 24, tài hoa, thông minh, đọc được sách lớn, lập được nhiều công lao, công danh hiển hách. Ngày 25, tài lộc đầu khó, có thăng có trầm, thăng trầm bất định, số phận cay đắng trước ngọt bùi. Ngày 26, được thiên nhiên ưu đãi, vợ hiền con thảo, hiếu thuận. Ngày 27, đắng cay trước, ngọt bùi sau, trung vận hanh thông đại phát, công thành danh toại, phú quý, vợ chồng tốt. Ngày 28, thông minh, tài giỏi, phải có quyền lực, được trọng vọng, đại gia. Ngày 29, đây là những người hiểu biết, tài giỏi, có chí tiến thủ nhưng lại có tính cách quá mạnh mẽ, không tin tưởng vào người khác. Điều này khẳng định chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với người khác. Ngày 30, có nhiều niềm vui và bớt lo lắng trong cuộc sống, hôn nhân và sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc gia đình hưng vượng. Quý vị thân mến, con người thật kỳ lạ, thấy ai thông minh giỏi giang và thành đạt thì tỏ ra vô cùng tức tối và ghen ghét, dù những gì họ đạt được không ảnh hưởng gì đến mình. Có người giữ niềm tin rằng ai giàu có là cũng vì làm ăn bất chính. Bên cạnh đó lại có người vì thấy người ta xinh đẹp nhiều tiền thì khẳng định họ làm gái. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng thôi chưa đủ, họ sẽ thực hiện những hành vi cũng chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức của mình. Đứng trước tài năng hay những thành tựu của người khác, thay vì ngưỡng mộ hay công nhận thì họ lại tỏ ra khó chịu, phủ nhận những thành tựu tài năng ấy bằng những lời nói suy nghĩ hay những hành động tiêu cực. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, lập tức đặt điều về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại hoặc hãm hại tới họ. Tâm đố kỵ khiến ta luôn khó chịu, muốn đi phá hoại để họ không thể nào hơn mình được. Thực tế là không ít người vì ghen tức với thành quả của bạn bè đồng nghiệp mà tìm cách hãm hại để người ta không ngóc đầu lên nổi hoặc ra tay rất tàn ác nhằm hủy hoại công danh người khác như bỏ bùa, thuê xã hội đen xử, v.v. Thậm chí có kẻ cướp chồng của bạn chỉ vì ghen với hạnh phúc mà bạn mình đang có. Những kẻ mang trong lòng mình sự đố kỵ khiến tâm trí bị mê mờ. Dường như những người này thấy người khác có được gì lại cho rằng mình bị mất. Họ đâu biết rằng tài nguyên của thế giới này là vô tận nhưng chỉ ban phát cho ai xứng đáng. Người ta giàu, bạn cũng có thể giàu. Họ thông minh thì bạn cũng có thể thông minh. Họ hạnh phúc thì bạn cũng có thể hạnh phúc. Do đó, hãy lắng nghe lời Phật dạy về lòng đố kỵ để biết rằng nó là mối nguy tiềm tàng, chớ xem nhẹ. Trong mọi việc, hãy bỏ bớt cái tôi, bỏ bớt sự cố chấp đi và tin rằng cái gì của mình sẽ là của mình, còn người khác cũng đang được hưởng những gì mà họ xứng đáng. Cái tư duy thấy người khác làm việc tốt thì hoài nghi, chỉ tin những ai làm điều xấu xa thì lâu dần bạn không phân biệt được những hay đẹp của người và của cuộc đời để mà học hỏi theo. Từ đó, phải lấy hung dữ ra để áp đảo mọi người, khiến bị mọi người xa lánh. Chính suy nghĩ tôi là cái rốn của vũ trụ mới sinh ra tâm đố kỵ trên. Một cá nhân sống ích kỷ như thế có phần là do việc nuôi dưỡng sai lầm của gia đình họ. Vì thế, các bậc phụ huynh đừng chỉ dạy con lớn lên phải chăm chăm báo hiếu cha mẹ, mà hãy dạy chúng biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trên thế gian này. Nếu chỉ mong con báo hiếu thì chúng sống ích kỷ hơn, trong khi đó, một đứa trẻ hay giúp đỡ mọi người thì sẽ mang phước báu cho chúng và cả gia đình. Những người có tâm từ bi với muôn loài ắt sẽ hiểu về những lễ nghĩa với cha mẹ.